chảo. Nếu cưới em về, điều đầu tiên anh sẽ làm gì? Sẽ lụm. Không không, em nói tương lai kìa. Tương lai mình càng nên lụm. Thôi mệt quá, vô lụm nè. Đi. Nếu cha mẹ đã khổ thì đừng nên ăn chơi. Nhớ nè. Dứt. Nhưng mà nhớ vô lụm cả luôn nha. Đây. Lụm. Chảo, em xin lỗi. Em chỉ thương có mình anh à. Thiệt không? Thiệt. Chờ dứt cái nha. Lụm. Ê Chảo, sao mà đi nguyên đêm mà con vợ mày không nói năng gì chân hả? Vợ tao nó có tiệt chiêu. Tiệt chiêu gì? Nè. Thôi hết nói. Mà hên cái là tao làm được chiêu phá riêng. Đủ. Bọn cái mở không được. Chảo chảo chảo. Hả? Tao thấy mày với con rể mày quen lâu rồi sao không cưới đi mày? Cũng muốn lắm mày ơi, mà không được. Sao vậy? Vợ tao không cho. Thôi hết nói. Có một số bạn nữ á, ban ngày á thì rất vui vẻ cười tươi, nhưng mà về ban đêm á mà lại ghen la thảm khóc. Tôi thương mấy người đó lắm. Chảo, sao anh đòi chia tay em vậy? Mình quen bao nhiêu lâu rồi? 2 tháng. Vậy tại sao anh xin lụm cái không cho? Vô nè. Vô. Vô nè, mình dữ á. Chảo ơi, sao tụi trẻ bây giờ phải dẫn vào nhà nghỉ quá mày? Tụi trẻ bây giờ mà mày ơi, đâu phải như mình lúc trước đâu. Lúc trước mình chỉ dẫn vào vụ lầm mà. Trăm năm nước chảy đá mòn, ngày nào còn sống vẫn còn lụm em. Chảo, em xin lỗi. Anh thương em nè. Rồi em thương nó. Rồi ai thương anh? Tao nè. Dẹp đi.